Anh ơi, em học giải phẫu mãi không vào, phải làm sao đây? Ok em, xem ngay clip thôi. Sinh viên đi thì điểm cao chót vót, tuy nhiên gặp giải phẫu thì đều bị tắc thôi. Không chỉ riêng mình em đâu, mà các bạn cũng thế. Khi đã chán thì cái tâm trạng càng chán, học càng không vào, đấy, thậm chí chả muốn học nữa. Vì thế, làm cái gì cũng thế thôi, chăm chỉ thôi chứ chúng ta phải tìm ra được phương pháp cho chính mình. Đấy, và phương pháp đấy thì phải do chính bạn là cái người tìm ra. Đấy, bạn sẽ dựa trên gì? Kinh nghiệm của người khác, của các thầy, các thế hệ đi trước, các anh truyền lại cho, kết hợp với gì mình tự va vấp, tự trải qua trong quá trình thực tế mình học nó như thế nào đấy, để mình tự tìm ra cái phương pháp cho chính mình. Giải phẫu nó là môn quan trọng nhất của ngành y. Đấy, vì thế các bạn xác định là phải học thật, trước sau gì cũng phải học. Đấy, hãy học để có kiến thức, để áp dụng vào lâm sàng. Khi đó bạn sẽ tìm thấy đam mê và tìm thấy niềm vui. Còn học để mà thi thì trước sau gì thì cũng quên thôi. Bây giờ bạn bỏ ra nhiều thời gian hơn để bạn học, thì sau này bạn sẽ nhàn hơn, bạn có thời gian để bạn học những cái khác. Đấy, chuẩn bị tốt là đã thành công một nửa. Chính vì thế, trước mỗi buổi học, các em cần dành cái thời gian để gì? Mình đọc sách trước, đọc sách lý thuyết, đọc sách atlas, đấy, có thể xem cả phần mềm luôn để mình có một cái nền tảng trước trước khi mình đi học. Đấy, thì lúc nghe giảng thì mình sẽ vào dễ hơn. Rồi thậm chí là gì? Sau ngay sau khi đi học về, rồi là ngày hôm đấy và ngày hôm sau mình sẽ phải dành thời gian để ôn tập lại luôn, mình nắm chắc kiến thức hơn. Đấy, các bạn cần phải kết hợp tốt giữa lý thuyết và thực hành. Bởi vì sao? Chỉ có thực hành thì chúng giúp bạn lưu lại kiến thức một cách nó sinh động và một cách hấp dẫn, thì bộ óc của chúng ta nó mới nhớ được. Đấy, thực hành thì gì? Có các cái cách là gì? Xác định các cái chi tiết ở trên các cái mô hình, trên xác hoặc là trên phần mềm. Đấy, mình phải tranh thủ từng giây từng phút khi mà đi học thực hành, được các thầy chỉ trên mô hình, trên xác, và chúng ta phải nhớ được, phải nắm sơ sơ được đấy là cái gì luôn. Cái gì khó, chi tiết nhỏ thì mình mới chưa biết, cái gì lớn là phải biết ngay để có cái nền tảng nhất định. Đấy, thì mình sẽ dễ vào hơn. Học bây giờ thì có rất nhiều các cái phương tiện để hỗ trợ. So với ngày xưa thì chúng ta chỉ có vài cái hình ảnh phác thảo của các thầy cô, rồi đấy dùng phấn vẽ. Còn bây giờ thì gì, rất đầy đủ atlas, cũng có atlas màu, rồi là các phần mềm giải phẫu trên điện thoại, trên máy tính, giúp bạn có một cái góc nhìn 3D rất là sinh động. Rồi là các cái video cho các cái cấu trúc nó chuyển động, rồi từ các cái góc nhìn khác nhau, có cả thuyết minh. Đấy, mọi thứ đều rất là sống động và giúp cho bạn có thể dễ tưởng tượng và dễ học hơn rất nhiều. Đặc biệt là cái điện thoại rất là tiện, lúc nào các bạn cũng có cái điện thoại trong tay thì có thể xem mọi lúc, mọi nơi. Các bạn nên học một cách toàn diện, tức là các môn học thường hỗ trợ nhau, giải phẫu, sinh lý. Đấy, thì các bạn học thì sẽ giúp mình dễ nhớ hơn, học môn này tốt, môn này thì hỗ trợ môn kia, môn tốt kia tốt lại hỗ trợ môn này. Đặc biệt là ngoại ngữ thì bây giờ có rất nhiều tài liệu nước ngoài, đây là cơ hội để chúng ta học tập. Tiếp theo là gì? Chúng ta cần phải biến các cái kiến thức đó thành các cái kiến thức của chính mình bằng cách, một, đó chính là tự vẽ lại các cấu trúc giải phẫu. Đấy, cái lúc bạn vẽ lại là lúc bạn sẽ phải huy động những gì bạn đang có trong đầu, vẽ cái năng khiếu của bạn có được thì tốt, còn không thì chúng ta sẽ cần phải học vẽ, học một chút bài bản về vẽ. Đấy, bằng cách là tham khảo các bạn ở bên hội họa, các bạn trường mỹ thuật, kiến trúc. Đấy, còn không thì các bạn có thể tham khảo tại link YouTube mình để ở dưới phần mô tả. Chính là các bạn sẽ chỉ tên các cái cấu trúc ở trên phần mềm, trên xác và trên mô hình.
Cái mô hình này thì các bạn có thể là mua ở trên mạng cũng có. Đấy. Thì thực ra để một cái mô hình ở bàn học thì nhìn rất là sang chảnh, rất là oách. Rồi là bạn học giải phẫu trên chính cơ thể bạn. Đấy, từng các cái cơ quan rồi là các cái mốc ở ngoài da là giải phẫu bề mặt. Đấy, và sau đó bạn hãy dùng cái trí tưởng tượng của mình tưởng tượng đến các cái cơ quan sâu bên trong. Đấy. Có thêm sự hỗ trợ có cái phần mềm 3D sẽ giúp bạn có khả năng tưởng tượng tốt. Đấy. Thì sẽ giúp mình có một cái nhìn nó sinh động và nó thật. Và cuối cùng đó chính là hãy tận dụng các cái mối quan hệ, hãy đi theo nhờ và các anh chị khóa trên, các thầy truyền lại cho kinh nghiệm học tập rồi là hướng dẫn học tập trực tiếp. Đấy. Đẹp nhất là gì, có một anh bác sĩ ngoại vừa giỏi vừa đẹp trai dẫn vào xem mổ trực tiếp. Đấy. Bạn đi xem mổ là một cái ấn tượng cực kỳ tốt, bạn được xem các cái cấu trúc đấy nó như nào, lúc nó bị bình thường và lúc nó chấn thương thì nó như nào. Đấy. Thì sẽ giúp chúng ta có những cái trải nghiệm tốt và sẽ nhớ ấn tượng lâu về cái cơ quan đó. Chịu khó tích lũy và học tập mỗi ngày thì mình sẽ tích dần được cái lượng kiến thức và đến lúc đó mình sẽ tạo được một cái cảm hứng cho quá trình học tập. Đấy. Thiên tài thì cũng phải thành công nhờ sự nỗ lực và cái sự cần cù chăm chỉ chiếm 99% quyết định sự thành công của bạn. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và sau đó sẽ học môn giải phẫu thật là tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.